nhà thiếu nhi Khánh Hòa một buổi sáng khá đặc biệt. Khoảnh sân nhỏ bỗng trở thành xưởng vẽ. Rất nhiều học sinh, sinh viên ở đây chưa từng quen với cọ vẽ, cũng như chưa có khái niệm nào về môn hội họa. Thế nhưng ngôn ngữ hội họa sẽ giúp họ nói lên những suy nghĩ về trường sa mà nếu dùng lời khó mà nói hết. Những cô bé, cậu bé này chỉ biết trường sa qua trang sách, qua những thước phim và những tấm ảnh. Thế nhưng không có gì trở ngại để vẽ về trường sa. Ngay ở độ tuổi này, các em đã hiểu về vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trường sa qua tranh vẽ của các em với những mảng màu rực rỡ và cái nhìn trong trẻo của tuổi thơ. Con chưa có ra trường sa, nhưng mà qua tivi, sách báo thì tụi con cũng hình dung ra được phần nào công việc của mấy chú. Thì vẽ ra cái bức tranh này là nói về các chú là những cái công việc các chú làm giúp cho những người dân. Các sinh viên thì dường như đã dày công đầu tư cho ý tưởng nhiều hơn, nét cọ đã chuyển hết được suy nghĩ, tình cảm của họ về trường sa. Nhóm sinh viên này rất tâm đắc với ý tưởng cánh chim hải âu như là khát vọng về vùng biển đảo yên bình. Cánh chim hải âu, tụi em thể hiện khát vọng hòa bình và là muốn những cánh chim đó là cầu nối giữa trường sa với là đất liền, giữa đất liền với là trường sa. Ngay trước ngày kỷ niệm 37 năm giải phóng Trường Sa, 29 tháng 4 năm 1975, 29 tháng 4 năm 2012, hoạt động vẽ tranh với chủ đề Yêu lắm Trường Sa được tỉnh đoàn Khánh Hòa phát động. Hơn 120 học sinh, sinh viên từ các trường đại học cao đẳng ở tỉnh Khánh Hòa tham gia. Mỗi bức tranh là một ý tưởng, một góc nhìn về quần đảo của Tổ quốc, nhưng điểm chung nhất vẫn là tình yêu Trường Sa, khát vọng của tuổi trẻ muốn được cống hiến cho Trường Sa. Cái bức tranh đó là thể hiện cái tình yêu của mình đối với quê hương đất nước, đối với Trường Sa. Cứ mỗi ngày thì sinh viên là tính ra 500 đồng để ủng hộ vì Trường Sa, và tất cả những quỹ đó thì được cộng đoàn trường lưu giữ và gửi ra cho các chiến sĩ Trường Sa. Và cuối cùng, những bức tranh cũng hoàn thành. Với những tác giả của bức tranh cũng như với mọi người, đó là những bức tranh đẹp. Ấy là bởi cả người vẽ và người xem cùng chung một tình yêu lớn, tình yêu Trường Sa.